Thưa quý vị, xã hội hóa trong bối cảnh ngành giáo dục còn nhiều khó khăn là điều cần thiết nhằm hướng đến mục tiêu tạo môi trường điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học. Tuy nhiên, việc hiểu không đúng về xã hội hóa dễ khiến phát sinh mâu thuẫn trong vấn đề thu chi tiền trường mỗi dịp đầu năm học. Đây gây bức xúc trong dư luận. Vậy xã hội hóa trong giáo dục phải được hiểu và làm thế nào cho đúng để nhận được sự đồng lòng của các bậc phụ huynh? Ghi nhận cách làm tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Lớp học được sơn mới, cầu thang được ốp nhựa, trang bị kệ sách tại sảnh. Phần lớn các công trình tại trường tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình được phụ huynh hỗ trợ. Mỗi người một cách, người hỗ trợ vật tư, người hỗ trợ nhân công, nhưng tất cả đều trên tinh thần tự nguyện. Những năm học qua, nhà trường luôn có sự đồng hành của phụ huynh học sinh trong các hoạt động và đều được nhà trường công khai. Mình cảm thấy là trường có cần những cái vấn đề đó thì em sẵn sàng em hỗ trợ để tạo cho các con có đầy đủ cơ sở vật chất trong trường học. Lòng tự nguyện là chính nên là cái gánh nặng nó không phải là gánh nặng, tại vì xuất phát từ tấm lòng thôi. Ai có nhiều góp bao nhiêu, ít góp nhiều góp nhiều. Hoạt động xã hội hóa ở các trường không chỉ từ phía phụ huynh mà còn từ nhiều nguồn khác trong xã hội, như thảm cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Võ Trường Toản, quận 10, được hỗ trợ từ người dân trên địa bàn quận 10. Không đợi nhà trường đề xuất, nhiều phụ huynh đã chủ động xin hỗ trợ trong khả năng để góp sức xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, khang trang cho con em mình. Có những cái điều, những phụ huynh có những cái hoàn cảnh khác nhau, mà bây giờ nếu mà nhà trường yêu cầu đóng góp 500, 1 triệu gì đó, đôi lúc là đi tới hộp mà nghe nói đó 500 triệu, mình trong lòng mình không có, nhưng mà thấy mọi người đóng mình cố ráng đóng thì nó gây ra cái khó khăn cho gia đình. Cho nên là theo tôi thì ví dụ học phụ huynh là có điều kiện về vật chất, không cần có tiền bạc, giúp được gì giúp cho cái điều kiện của trường lớp, cho trước mắt là thực sự mà nói là cho con em mình. Theo ban giám hiệu nhà trường, một trong những yếu tố quan trọng để công tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả là sự đồng lòng của cha mẹ. Tuy nhiên, để có được niềm tin từ phụ huynh, trước tiên chủ trương phải đúng đắn, cách làm phải minh bạch, mối quan hệ nhà trường, gia đình phải dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu, không áp đặt. Tôi luôn đảm bảo cái nguyên tắc, đó là cái nguyên tắc là phải đảm bảo vấn đề là tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc và không quy định mức tài trợ bình quân, cũng như là không quy định mức tài trợ tối thiểu và không lợi dụng cái việc vận động tài trợ để ép buộc người ta đóng góp cho mình. Chúng ta phải làm cho phụ huynh hiểu được, làm cho người dân hiểu được hoạt động của trường như thế nào. Thông qua việc nhà trường sẽ truyền thông tất cả các hoạt động của nhà trường, tạo điều kiện để cho phụ huynh, để cho người dân đến tìm hiểu cái mô hình hoạt động của nhà trường. Thực tế cho thấy, trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, thì chủ trương xã hội hóa đầu tư cho giáo dục để học sinh được học tập trong môi trường giáo dục tốt là rất cần thiết. Song quan trọng nhất là nhà trường phải tạo được niềm tin cho phụ huynh và học sinh. Niềm tin đó có thể là từ cách làm, cách vận động, niềm tin từ một môi trường giáo dục hạnh phúc, nhân văn mà ngành giáo dục TP.HCM đang hướng đến.